Honda Belux làm nồi Thái Lan tại tiệm sửa xe khách. Xe này chạy ráp nha anh em, chủ xe chạy ráp ha. 59T1. Chủ xe làm ở gói cao nhất luôn nha, gói tốt nhất luôn để chạy ráp bền mạnh và tiết kiệm xăng anh em ha. Anh em nào chạy ráp mà bị hao xăng, chạy không bốc, cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Nhận làm nồi Thái cho anh em chạy bốc mạnh tiết kiệm xăng, bền nha anh em. Độ bền gấp 3 lần nồi thường anh em ha. Anh em tới ngay chỗ quận 10 anh em, 462/15 đường 32 ngay là máy gốc Thành Thái 32, kế bên hông cái siêu thị Sài Gòn Sachamart anh em ha. Thời gian làm khoảng 1 tiếng nha, anh em ngồi đợi lấy luôn ha. Anh em ở xa mà không tới tiệm thì liên hệ Khánh để mua phụ tùng về ráp ha. Số điện thoại 038 9910 535. Chạy ráp hả? Chủ xe chạy ráp này nè. Hai chiếc nha, chiếc quay ZX với lại chiếc Belux làm nồi luôn ha. Chuyên làm nồi các loại xe anh em ha. Rồi, chào tất cả anh em.